Anh VH sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân F0 đã hồi phục sau nhiễm COVID-19. Sau xuất viện, anh VH vẫn chịu đựng di chứng kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, đặc biệt đau nhức mỏi cổ và lưng do ho nhiều trong suốt thời gian điều trị bệnh. Sau đó, anh VH đã đến thăm khám và điều trị tại một phòng khám trị liệu thần kinh cột sống ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ giữa tháng 7 năm 2021 thì mình có bị mắc COVID và sau đó mình hoàn toàn bình phục và khỏi bệnh. Thì sau đó mình cảm thấy là bị đau cổ do ho nhiều và sau đó mình cảm thấy cũng có đau lưng nữa, nên là mình đến phòng khám ACC để mình điều trị. Theo báo Guardian của anh ngày 13 tháng 9, dẫn kết quả một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Y khoa Plus cho biết khoảng 25% bệnh nhân COVID-19, tương đương hàng triệu người ở Mỹ, ghi nhận những triệu chứng kéo dài của bệnh như đau đầu, đau bụng, chóng mặt, có vấn đề về tim mạch, suy giảm nhận thức hay trầm cảm. Sau khi khỏi bệnh, COVID vẫn có thể để lại những di chứng rất là nặng nề. Trong một phân tích gộp rất là gần đây, trên 50.000 bệnh nhân tuổi từ 17 đến 87, có đến 80% các trường hợp sẽ có ít nhất một triệu chứng trong số 50 loại triệu chứng của hội chứng này. Thường gặp nhất, chiếm 60%, đó là biểu hiện mệt mỏi kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như khả năng làm việc. Một tỷ lệ đáng kể sẽ có tổn thương tại các hệ thống cơ quan, và điều này rất đáng lo ngại bởi vì những tổn thương này là thực thể và có thể không phục hồi. Ví dụ, có 50% sẽ có bất thường tại phim X quang ngực hoặc là CT scan ngực sau khi khỏi COVID. Một số rất là ít số bệnh nhân sẽ bị tổn thương cấp tính tiến triển tại những cơ quan quan trọng, ví dụ như là hiện tượng thuyên tắc huyết khối, viêm cơ tim hoặc là suy thận. Thì những người này sẽ phải được chẩn đoán, điều trị và theo dõi tại những trung tâm chuyên sâu. Cơ chế bệnh sinh của hội chứng hậu COVID-19 rất là phức tạp, nhưng có thể phân ra thành 3 nhóm. Đầu tiên, đó là độc lực của virus. Thứ hai, đó là phản ứng viêm miễn dịch của người bệnh. Và cuối cùng, đó là di chứng của COVID nặng. Từ đó, người ta tìm được nhiều yếu tố nguy cơ khiến cho dễ mắc hội chứng hậu COVID-19 nói chung, cũng như là những thể bệnh đặc trưng của hội chứng này. Những trường hợp hay gặp hội chứng này là người lớn tuổi, có bệnh nền, bệnh nặng, có biến chứng, phải nằm viện lâu, nằm khu hồi sức tăng cường. Ở những bệnh nhân nhẹ, ít gặp hội chứng này hơn. Đối với người điều trị COVID-19 nặng, việc mệt mỏi, đau nhức và sương mù não là triệu chứng dai dẳng đáng lo ngại nhất. Chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 trở nên rất phổ biến tại Mỹ, châu Âu, Úc và các nước phát triển khác. Khi một người bị nhiễm COVID, chức năng phổi bị suy giảm và khó khăn khi thở, khiến cho người bệnh cảm thấy rất lo lắng. Tình trạng này càng làm triệu chứng của COVID thêm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chức năng phổi giảm đi làm giảm lượng oxy hấp thụ trong cơ thể. Trong khi đó, bệnh nhân rất cần đủ oxy để có thể phục hồi nhanh chóng hơn. Khi bệnh nhân phục hồi chậm sau nhiễm COVID-19, đặc biệt là người bệnh cần nhập viện điều trị, chương trình phục hồi chức năng hô hấp giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe toàn diện, đồng thời cải thiện tâm lý, giảm căng thẳng. Do đó, dù đã khỏi bệnh, người bệnh vẫn phải chú ý nâng cao sức khỏe của mình. Một số biện pháp giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng như các bài tập hít thở phục hồi chức năng phổi, phục hồi chức năng vận động với hệ thống thiết bị chuyên dụng, trị liệu thần kinh cột sống và các bài tập dược lý trị liệu hỗ trợ được thực hiện tại các đơn vị có chuyên khoa dược lý trị liệu. Ngoài chức năng cột sống, mình còn được bác hướng dẫn thêm một vài cái bài tập hỗ trợ phục hồi chức năng phổi. Trong quá trình mình điều trị ở bệnh viện thì phòng khám ACC cũng có gọi điện cho mình, giúp cho mình tập những cái bài tập mà về phổi để phục hồi chức năng phổi. Và cái phần này thì hỗ trợ cho mình khá là nhiều trong quá trình mà mình phục hồi tại bệnh viện. Nếu các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài, gây cản trở đến sinh hoạt và tinh thần, người bệnh cần đến cơ sở y tế có điều trị hội chứng này để được thăm khám và điều trị sớm. Bên cạnh đó, người bệnh không nên sống một mình hoặc tự cô lập với mọi người trong nhà. Họ cần có sự chia sẻ, cảm thông của mọi người.